Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Shonen Action. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ và may mắn. One Piece là bộ manga nổi tiếng Nhật Bản do tác giả Eiichiro Oda sáng tác. Bộ truyện đã được phát hành trong suốt hơn 20 năm, được nhiều độc giả trên toàn thế giới yêu thích và còn chuyển thể thành anime cùng tên phát sóng trên truyền hình. Sau hơn 20 năm ra mắt, One Piece đã tạo nên một cơn sốt trên toàn cầu, có một lượng fan hùng hậu, các sản phẩm đồ chơi, quần áo, poster luôn luôn trong tình trạng cháy hàng vì sức hút của bộ truyện này. Với nội dung hấp dẫn, nhân vật độc đáo bộ truyện luôn mang đến cho khán giả những tình tiết vô cùng bất ngờ cũng những bí ẩn mà chưa có lời giải đáp. Hiện tại, Wano đang chính thức bước vào phần thứ 3 trong manga One Piece và thời gian hẹn ước để quyết đấu giữa Liên minh Luffy và quân đội Kaido đã tới. Có lẽ sau khi kết thúc phần hồi tưởng về lãnh chúa Oden thì sẽ tiếp tục với trận chiến, hứa hẹn sẽ có một trận chiến hoành tráng xảy ra vào năm 2020. Bây giờ đã là tháng 12 cuối năm rồi, chúng ta sẽ cùng hy vọng một vài bí ẩn về One Piece sẽ được Thánh Oda giải đáp trong năm 2020 nhé. Thứ nhất, manh mối về kho báu One Piece sẽ được tiết lộ. Đã 20 năm kể từ ngày lần đầu độc giả nhìn thấy Luffy dong buồm ra khơi với ước mơ trở thành hải tặc vương, đã 20 năm người ta tò mò xem kho báu vĩ đại nhất của thời đại hải tặc có tên là One Piece kia là gì, đã 20 năm băng mũ rơm vào sinh ra tử để tiến đến Grand Line rồi New World để đấu với những gương mặt nguy hiểm nhất. Như chúng ta đã biết, Kozuki Oden đang là một nhân vật trung tâm được chú ý nhất trong các chapter One Piece mới đây. Ông chính là cựu lãnh chúa của vương quốc Wano và từng là thành viên trong bang hải tặc râu trắng và Roger. Ông cũng từng phiêu lưu tới hòn đảo cuối cùng với cựu vua hải tặc và biết được những bí mật quan trọng trong lịch sử bị giấu kín cũng như kho báu One Piece. Đặc biệt trong chương 962 vừa qua còn tiết lộ rằng Oden có một cuốn nhật ký mà trong đó ông đã ghi lại các hành trình trong các chuyến phiêu lưu của mình. Có vẻ như trong cuốn sổ này chứa đựng rất nhiều điều bí mật dẫn đến kho báu One Piece. Nói cụ thể hơn thì những ghi chép về cuộc phiêu lưu này của Oden thực sự là cái kho báu cực lớn mà bất cứ ai có thể tham vọng làm vua hải tặc đều muốn sở hữu. Bởi vì nếu chỉ dựa vào mỗi những tấm pony clip thì chúng ta chỉ biết được tọa độ của Raptel, nhưng cách đến đó lại là một chuyện khác hoàn toàn, và nó có thể chính là kim chỉ nam dẫn thẳng đến hòn đảo cuối cùng. Chính vì điều này đã có nhiều ý kiến cho rằng Kaido đã nhắm vào Oden, tìm mọi cách thu phục ông, chiếm đoạt cuốn sổ này vì chính những thông tin quan trọng mà ông biết về Raptel. Tuy nhiên, trước ý chí kiên cường của Oden, mọi kế hoạch của tứ hoàng này đã thất bại, chính vì vậy hắn đã hại chết cả gia tộc của ông. Có thể sau 20 năm tại Wano Quốc thì Kaido đã có trong tay cuốn nhật ký này. Thế nhưng, chúng ta cũng đã thấy trước đó, Oden đã một mực giấu tất cả mọi người kể cả Kinemon về Raptel. Điều này cho thấy ông không muốn công bố rộng rãi những thông tin về cuộc phiêu lưu này. Để giữ bí mật của mình, có lẽ Oden đã ghi nhật ký lại bằng ngôn ngữ khác và cũng không đâu khác chính là loại ngôn ngữ cổ đại mà hiện nay chỉ có Robin là giải mã được. Và cũng chính vì vậy mà cho dù hiện tại Kaido có cuốn nhật ký cũng không làm ăn được gì và phải truy sát hậu nhân của ông nhằm khám phá ra bí mật về ngôn ngữ này. Nếu điều này là đúng thì chắc chắn tại cuối arc Wano thì tung tích của cuốn sổ này sẽ được xuất hiện và nó chính là chìa khóa để mọi bí mật về kho báu One Piece được hé lộ. Oden là một trong những thành viên của băng Roger đã phiêu lưu tới hòn đảo Rocktail. Thế nên, đoạn hồi tưởng về nhân vật này có thể sẽ rất quan trọng. Mặc dù chúng ta sẽ chưa được biết One Piece là gì, nhưng manh mối về kho báu vĩ đại mà bất cứ hải tặc nào cũng khao khát này sẽ được tiết lộ. Thứ hai, các samurai dưới quyền Oden sẽ tập hợp. Bạn có hy vọng rằng các samurai từng dưới trướng Oden sẽ tập hợp một lần nữa không? Hiện giờ, nhân vật Denjiro đang là nhân vật cuối cùng bí ẩn nhất trong các samurai ở Wano. Denjiro được người hâm mộ biết đến như là một cửu hồng bao, làm việc dưới trướng của Kozuki Oden. Cũng nhờ vào những lời nhận xét của Kinemon thì nhiều người đã biết rằng ông ta là một trong những thành viên mạnh nhất của Oden bên cạnh Ashura Doji và Kawamatsu. Nhưng hiện tại thì tung tích của nhân vật này lại không được nhắc đến nhiều và cũng không được biết ông đã còn sống hay đã chết. Tuy nhiên, sau khi chap 960 của One Piece được ra mắt, thì gương mặt của Denjiro thời còn trẻ cũng đã được hé lộ và cộng đồng người hâm mộ đã đều có một nhận định cho rằng gương mặt của ông có nhiều điểm tương đồng với một người thầy của Zoro, đó là Koshiro. Vậy hy vọng chúng ta sẽ được biết về mối quan hệ cũng như chân tướng thực sự của Denjiro trong thời gian sắp tới. Thứ ba, lý do cho sự bất tử của Kaido sẽ được tiết lộ. Với những gì đang xảy ra, trận chiến lớn nhất của Wano Quốc rất có thể sẽ chính thức bắt đầu vào năm 2020. Trong cuộc chiến này, lý do về sự bất tử của Kaido cần phải được tiết lộ. Có thể thông qua hồi tưởng của Kaido ở giữa trận chiến, hoặc do nhân vật nào đó có thể nói về nguồn gốc của Kaido. Ngoài ra, món nợ của Kaido với Big Mom cũng sẽ được sáng tỏ trong phần cuối của Wano Quốc. Bí ẩn về món nợ giữa Big Mom và Kaido hẳn là điều mà rất nhiều fan One Piece muốn biết. Bạn có nghĩ rằng bí ẩn này sẽ được trả lời vào năm 2020 không? Thậm chí có thể bí ẩn này sẽ kết nối với lý do tại sao Kaido có thể là bất tử nữa đấy. Hy vọng là Oda sẽ sớm tiết lộ bí ẩn giữa Kaido và Big Mom. Thứ tư, số phận của Sabo. Số phận của Sabo đang là một trong những điều gây tò mò nhất của One Piece trong phần cuối năm nay. Còn nhớ rằng, sau khi phần đầu tiên của Arc Wano kết thúc, có một trận chiến giữa hải quân và quân cách mạng đã xảy ra ở hội nghị Revairi. Hai đô đốc bò xanh và hổ tím đã tham gia chống lại Sabo cùng các chỉ huy quân cách mạng là Karasu, Molay, Lindbergh. Sau đó, trong chap 956 lại tiết lộ rằng
có chuyện gì đó không hay đã xảy ra với Sabo. Tin tức liên quan tới Sabo đã lan tràn ra khắp thế giới, từ đầu não của quân cách mạng cho tới quê hương Anh ở East Blue. Các thành viên quân cách mạng chẳng thể nào tin được những gì họ vừa đọc. Rất nhiều người đã khóc khi đọc thông tin về Sabo. Không rõ đó là tin gì, nhưng hẳn phải là một tin rất xấu. Vậy chính xác thì chuyện gì đã xảy ra với Sabo? Có lẽ câu trả lời đúng cũng sẽ có trong năm 2020. Cuối cùng tổng kết lại, theo tính toán của nhiều người, câu chuyện về đoạn hồi tưởng của Kozuki Oden có thể sẽ được hoàn thành vào tháng 1. Sau đó mọi người đều tò mò về cách mà băng Uzum và quân phản loạn có thể đến được đảo Onigashima khi mà trước đó Orochi và băng Bách Thú đã ra tay phá hoại những con thuyền cũng như những cây cầu để phá hủy kế hoạch của Liên minh. Với rất nhiều chi tiết vẫn còn chưa sáng tỏ, khả năng Ác Wano phải đến đầu năm 2021 mới kết thúc. Rất nhiều bí ẩn như kẻ phản bội Liên minh cũng chưa bị vạch mặt. Sự tham gia của Drake với tư cách là thành viên của SWORD, kế hoạch của Law và những gì Kid muốn làm hay vai trò của Kyoshiro tại sao anh ta ở lại Hoa Đô. Ngoài ra, khi băng mũ rơm đến Onigashima, chắc chắn sẽ có một loạt các trận chiến hoành tráng. Chúng ta sẽ cùng chờ đón One Piece trong năm 2020 nhé. Sẽ có rất nhiều trận chiến tay đôi của Luffy, Zoro và các thành viên khác trong băng mũ rơm đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn like, subscribe và bấm cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận những thông báo mới nhất của Shonen Action. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ và may mắn.